anh em nhá, mình là Long Bad Boy đây em ơi. Ok, anh em mình sẽ show cho anh em con 5 lít có cho mình là AK level 7 nha em ơi. Anh em cần ưng con nào, chốt con nào EB cho mình ở phần SB hoặc phần ZL mình để dưới phần bình luận nha em ơi. Đó, anh em ưng con này ấn vào tiểu sử mình nha em ơi. Ok, đây, đó, con này khá ok, con này chỉ có 5 lít thôi em ơi. Đó, 5 lít là anh em đã có cho mình là MP bit vàng rồi, có cho mình là UMP rồi. Đấy, có hai tốc độ bắn khá là ok anh em ơi. Con này chỉ có 5 lít thôi anh em ơi. Anh em mà ưng con này á, anh em chốt con này ấn vào tiểu sử mình nhá em ơi. Đó, quá ok luôn. Giờ mình show cho anh em xem đồ, show cho anh em xem skin siêu phẩm của con 5 lít này nha anh em ơi. Anh em nào mà chốt con này ấn vào tiểu sử mình nhá em ơi. Đó. Con này khá ok em ơi, có cho mình là 163 cái bộ tóc nha em ơi. Đây, có cho mình là 366 cái áo, có cho mình là 241 cái quần nha em ơi. Có cho mình là 215 cái đôi giày nha em ơi. Đó, quá ok luôn. Anh em ơi, ưng con này chốt con này ấn vào tiểu sử mình nha em ơi. Con này chỉ giờ chỉ có 5 lít thôi em ơi. Đó, quá ok luôn. Anh em thấy ok không? Đó, bên mình hiện tại đang sale nha em ơi. Anh em là mà cần tham khảo con này thì IB cho mình nha em ơi. IB cho mình nha. Đây, show cho em sơ nha. Đó, con này có quỷ dạ xoa lên nha em ơi. Đấy, anh em ưng con này chốt con này ấn vào tiểu sử mình nha em ơi. Đó, quá chất chơi luôn em ơi. So cho anh em xem nha. Đây, so cho anh em xem đồ nhá, đồ nam đây nha em. Đó, đó, anh em còn thôi, giờ mình xuống nha anh em ơi. Anh em ở ưng con nào á thì cứ nói mình rất nhiều con đấy nha em. Đó, mình một kho con nha anh em ơi, mình kho một kho ạc luôn. Đó, anh em chốt con nào ấn vào tiểu sử mình nha, mình show cho anh em xem.